Audio Jungle. Ở chỗ Tô Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã luôn ủng hộ kênh của bên em trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị các bạn đã theo dõi kênh thì đừng quên cho em xin một like và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những chiếc xe mới nhất bên em quay giới thiệu tới quý anh chị các bạn. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2019, bên em xin giới thiệu quý anh chị các bạn một chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2015. Vâng, bản đồ quý anh chị các bạn nhé, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Với chiếc Hyundai i10 này, bên em đang chào bán với giá là 292 triệu. Đây quý anh chị các bạn thấy, bên em chào bán mức giá là 292 triệu. Bên em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị các bạn. Vâng, Hyundai i10 nhập khẩu quý anh chị các bạn nhé, đời 2015, số sàn. Với cái chiếc phiên bản này là phiên bản đủ quý anh chị các bạn nhé. Vâng, đủ là có đầy đủ tất cả quý anh chị các bạn nhé, như túi khí an toàn, phanh ABS và đa răng đúc đầy đủ quý anh chị các bạn nhé. Thì đây quý anh chị các bạn cùng em đi nhìn toàn bộ cái tổng thành của bên ngoài của chiếc Hyundai i10 này. Thì bên em cam kết là xe hoàn toàn là không taxi dịch vụ quý anh chị các bạn nhé, tên tư nhân chính chủ và không taxi dịch vụ. Đó, xe còn rất đẹp, xe trang bị động cơ xăng 1.2 và với mức tiêu hao nhiên liệu dao động trong tầm khoảng 5,5 lít/100 cây. Thì quý anh chị các bạn có nhu cầu mà mua một chiếc xe để gia đình đi lại trong khu vực đô thị rất là hợp lý quý anh chị bạn nhé. Đây, quý anh chị bạn có thể thấy cái form dáng của chiếc xe này rất là nhỏ gọn. Thì quý anh chị bạn mà mua về gia đình nhà mình chạy trong khu đô thị nhỏ hẹp thì rất là hợp lý. Đấy, nhà mình mà ở trong cái khu vực đường nhỏ hẹp ấy, thì sử dụng chiếc Hyundai i10 này đi lại là rất hợp lý quý anh chị các bạn nhé. Cái form của nó nhỉ, quý chị bạn có thể thấy cái chiều dài của chiếc xe khá là ngắn, rất là hợp lý quý chị bạn để quý chị bạn đi lại trong đường nhỏ hẹp. Với chiếc này là quý chị bạn hoàn toàn yên tâm là xe là không taxi dịch vụ quý chị bạn nhé, tư nhân là chính chủ và không đâm đụng va chạm. Đấy, quý chị bạn có thể thấy là cái phần kèo cột của chiếc xe hoàn toàn là nguyên bản. Phần kèo cột của chiếc xe là hoàn toàn nguyên bản quý anh chị các bạn nhé. Đây, em cam kết quý anh chị các bạn là xe hoàn toàn là không taxi dịch vụ. Còn nếu mà taxi chạy qua taxi dịch vụ thì những điểm này sẽ là bị khoan đục, còn hoặc là những phần như là phần táp ni mặt tiền sẽ bị khoan đục để gắn đồng hồ. Đấy, quý chị bạn thấy là đây hoàn toàn là không khoan đục, không có vết khoan đục nhé quý anh chị bạn nhé. Xe cam kết quý anh chị bạn hoàn toàn là không taxi dịch vụ và xe còn rất đẹp luôn. Đấy, thì quý anh chị bạn nhìn bốn lốp còn rất là đều quý anh chị các bạn nhé, còn chạy rất là tốt, la răng đúc đầy đủ cho quý anh chị các bạn. Đó, bốn lốp còn rất là đều. Quý anh chị các bạn thì thấy là em quay bốn lốp rất đều quý anh chị các bạn nhé. Và xe tất cả thân vỏ của chiếc xe là còn rất là đều luôn, căng. Hoàn toàn là không tai nạn hay là ngập nước thủy kích gì cả. Xe đây, quý anh chị các bạn. Đây, quý anh chị các bạn có thể thấy phần keo chỉ của cái cốp đằng sau này.
còn hoàn toàn là zin nguyên quý chị bạn nhé. Phần keo chỉ là hoàn toàn là zin nguyên. Đây quý chị bạn có thấy đèn khá đẹp. Đây cái phần đây lớp sơ cua là đầy đủ quý chị bạn nhé. Lớp sơ cua theo xe là đầy đủ này. Cốp để đồ này. Cơ bản nó cũng tương đối là để đồ nó cũng vô tư. Đấy. Đấy, quý anh chị các bạn được thấy em quay rất chi tiết toàn bộ cánh cửa cho quý anh chị các bạn kiểm tra cái phần keo chỉ của chiếc xe Hyundai i10 này. Vùng xe nhập khẩu rất là đẹp luôn quý anh chị các bạn nhé. Chất lượng xe thì quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm với chất lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chất lượng rất là đẹp xe này. Và bền xe. Chắc xe luôn quý chị bạn nhé. Đó. Phần keo chỉ là bên em cam kết là zin 100% theo xe. Đời 2012. Đời. Đó. Nội thất rất đẹp luôn quý chị bạn. Đây quý chị bạn còn thấy là nội thất của chiếc xe rất đẹp luôn. Da bọc ghế. Đây da độ rồi. À đây nỉ còn rất là đẹp luôn quý chị bạn nhé. Đấy, nỉ nguyên bản của chiếc xe này rất đẹp. Còn trên này là đã giá độ đây. Đấy. Còn trần quý chị bạn có thấy là trần còn nguyên bản này. Đây dạ cái túi bóng ly lông bọc trần này còn hoàn toàn nguyên đi, chưa có một vết rách nào quý chị bạn nhé. Trần còn rất đẹp luôn. Đó, tất cả còn nguyên zin hết cho quý chị các bạn. Thật rất đẹp luôn quý chị bạn nhé. Đó. Đấy. Tất cả phần da bọc độ này là rất đẹp luôn quý chị bạn nhé. Và phần nỉ bọc ghế là hoàn toàn là nguyên bản và rất không chưa có vết xây xước hay rách rít gì cả. Đấy. Đây phần tắp ni của chiếc xe quý chị bạn nhìn này. Rất là đẹp, sáng bóng. Đúng không ạ? Tắp nỉ cửa rất đẹp luôn. Nội thất của chiếc xe còn rất đẹp luôn quý chị các bạn nhé. Và xe như em đã nói là được trang bị, đây là phiên bản đủ, được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS và đầu VCD kết nối âm thanh, chất lượng, dàn điều hòa rất là mát luôn quý chị các bạn nhé. Dàn điều hòa đầy đủ hết cho quý chị các bạn và toàn bộ là còn chất lượng. Tay cần số rất là đẹp luôn quý chị các bạn thấy nè, chữ rất nét luôn nhé. Đấy. Tất cả cũng rất đẹp luôn quý anh chị các bạn. Chất lượng như là toàn bộ cái phần nội thất của chiếc xe. Gương kính chỉnh điện là tổng thành năng lượng kính đầy đủ cho quý anh chị các bạn. Cơ bản là xe cũng rất đẹp luôn quý anh chị các bạn nhé. Đây, quý anh chị các bạn có thể thấy này. Em quay chi tiết cho quý anh chị các bạn. Đấy, tất cả còn rất đẹp luôn. Và hoàn toàn là chưa có tai nạn hay là đâm va gì à, và xe cam kết là không taxi dịch vụ tư nhân chính chủ. Thì với chiếc Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc này 2015 thì bên em sẽ chào bán là 292 triệu, bên em sẽ bao rút hồ sơ cho quý chị các bạn nhé. Đó. Thì quý chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943 622 621, em Khanh, hoặc đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn, cụm công nghiệp Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương kiểm tra xe và xem xe. Rất là đẹp luôn, đều xe nhé quý chị các bạn nhé. Xe rất là đều và keo chỉ như em cam kết là zin toàn xe luôn cho quý chị các bạn. Đó. Bây giờ quý chị các bạn cùng em đến phần kiểm tra cái phần động cơ của chiếc Hyundai i10 này. Thì như em đã nói là động cơ của chiếc Hyundai i10 là động cơ xăng 1.2 cùng với mức tiêu hao nhiên liệu dao động trong tầm khoảng 5,5 lít/100 cây. Thì quý anh chị các bạn có thể mua về gia đình nhà mình đi lại hoặc là chạy taxi dịch vụ thì cũng rất là ok. Đấy, nhưng mà bên em cam kết là xe hoàn toàn là không taxi dịch vụ nhé. Đấy, như em đã nói là nếu taxi dịch vụ thì cái phần tắp ni này sẽ bị khoan đục để cái đồng hồ. Thì với chiếc xe này là hoàn toàn không có nhé quý anh chị các bạn nhé. Đó.
Bây giờ quý anh chị các bạn cùng em kiểm tra cái phần động cơ của chiếc xe. Vâng, thì quý anh chị các bạn cùng em đến cái phần động cơ của chiếc Hyundai i10 này. Như em đã giới thiệu là động cơ xăng 1.2. Vâng, và mức tiêu hao nhiên liệu dao động trong tầm khoảng 5,5 lít trên 100 cây. Quý anh chị các bạn thấy là phần động cơ là hoàn toàn nguyên bản zin nhé. Bên em cam kết là xe hoàn toàn không một lỗi nào cả. Đó, quý anh chị các bạn có thể thấy là phần động cơ là hoàn toàn là nguyên bản của nhà sản xuất và chưa có hiện tượng thao lắp như ý chí, quý anh chị các bạn nhé, mà rất là zin luôn đấy. Đấy, quý anh chị các bạn thấy là động cơ hoàn toàn còn zin nguyên nhé, chưa có một vị trí nào được bị tháo lắp thay thế cả. Động cơ rất là khô ráo luôn và xe cam kết là không lỗi, kể cả phần keo chỉ của khoang động cơ cũng hoàn toàn là zin 100% nhé quý anh chị các bạn. Quý chị bạn có thể thấy đây, phần keo chỉ là zin 100%, xe cam kết là không tai nạn ngập nước, không đâm đụng thủy kích gì cả. Đây là quý chị bạn có thể thấy này. Vâng, thì quý chị các bạn có nhu cầu với chiếc Hyundai i10 và xe nhập khẩu nguyên chiếc đời 2015 số sàn, bên em đang chào bán mức giá là 292 triệu, bên em sẽ báo rút hồ sơ cho quý chị các bạn. Thì quý chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên em theo số điện thoại 0943 622 621. Em Khanh có đến trực tiếp tại chợ ô tô Kinh Môn, cụm công nghiệp Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để kiểm tra xe và xem xe. Và em xin cảm ơn quý chị các bạn đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn ở video tiếp theo.